Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Vậy thì giáo nghĩa này chúng ta chiêm nghiệm như thế nào? Hôm nay chương trình bổ sung kiến thức cơ bản Phật học, chúng ta đến với một bài mới, đó là Duyên Khởi. Bài này trải qua 5 tiết, và hôm nay chúng ta y cứ vào kinh tạng để thấu hiểu giáo nghĩa. Lúc bây giờ Đức Bạc Già Phàm đang ở tại vườn cấp cô độc rừng Thệ Đa thành Thất La Phiền. Đây là nơi chốn và xuất xứ Đức Thế Tôn giảng giáo nghĩa này. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo như sau: hôm nay Như Lai sẽ tuyên thuyết về duyên khởi và pháp duyên dĩ sanh cho các ông. Các ông hãy khéo chú tâm lắng nghe. Nếu không khéo chú tâm, không khéo lắng nghe, chúng ta khó mà thông đạt. Vậy cho nên chúng ta phải nhất nhất cẩn trọng ở trong giáo nghĩa này. Chúng ta hiểu rằng bởi vì mê lầm ở trong duyên khởi mà chúng ta chìm đắm trong luân hồi. Và nếu như chúng ta thấu nghĩa được duyên khởi, thấu hiểu được, thì chúng ta phá vỡ xiềng xích luân hồi. Cho nên đây là một nguồn giáo lý rất là quan trọng, không thể thiếu đối với người con Phật. Tuy nó là Phật pháp căn bản, nhưng nó mang một cái triết lý siêu việt, nó hàm tàng bên trong cả luận lý giải thích vũ trụ. Vì vậy cho nên chúng ta phải dùng tâm trí thật là chuyên nhất. Thế Tôn nói rằng duyên khởi là gì? Ngài trả lời: trong khi cái này có mạch thì cái kia có mạch, cái này sanh nên cái kia sanh. Đây gọi là duyên khởi. Duyên khởi được hiểu một cách gọn gàng như vậy: cái này có mạch thì cái kia có mạch, cái này sanh thì cái kia sanh. Đây gọi là duyên khởi. Tức là duyên vào đó mà sinh ra. Duyên vào đó mà sinh ra. Nếu như không duyên vào đó thì sẽ không có sinh ra. Cho nên chúng ta hiểu duyên vào đó mà sinh ra.
duyên vào vô minh mà có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sách, duyên danh sách có lục nhập, duyên lục nhập có xúc, duyên xúc có cái gì, có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thú, duyên thú có gì, có hữu, duyên hữu có gì, có sanh, duyên sanh có gì, có lão, duyên lão có gì, có tử, có ưu bi khổ đạo. Đây gọi là duyên vào đó mà sinh ra. Do duyên như vậy cho nên sanh khởi sầu tháng khổ ưu nhiễu não. Như vậy gọi là tập hợp thuần nhất đại khổ uẩn. Khủng khiếp như vậy. Một cái thế giới tràn đầy khổ đau. Chúng ta thấy thế giới này cũng có hạnh phúc chứ đâu có nhiều vậy. Tại chúng ta quen ăn cái gì? Ăn cái độc dược của luân hồi rồi. Cho nên chúng ta ăn thấy nó no bụng mà nghĩ rằng cảm giác sảng khoai. Chẳng khác nào như là một người ăn một bữa ăn đầy độc tố. Họ vẫn thấy ngon miệng, họ vẫn thấy no bụng. Nhưng ăn rồi họ chết. Còn một bậc trí giả thì họ biết rằng đó là pháp khổ đau, đó là pháp bỏ đây, cho nên họ viễn ly. Cách nhìn của các vị khác nhau. Ở đây chúng ta phân tích một chút để chúng ta hiểu từng câu, từng chữ. Duyên khởi là gì? Chúng ta nói một cách gọn. Trong cái này có mặt cái kia có mặt thì cái kia có mặt. Trong khi cái này có mặt trong khi cái này có mặt thì cái kia có mặt. Do cái này sanh nên cái kia sanh, gọi là duyên khởi. Được chưa? Chúng ta học giáo nghĩa là chưa phân tích sâu đâu nghe. Chưa phân tích sâu. Chỉ có khi nhớ là cái này có mặt thì cái kia có mặt. Cái này sanh thì cái kia sanh. Cái nguyên lý của nó là như vậy. Chẳng hạn như bây giờ duyên vào ở trong vô minh thì bắt đầu có ba loại hành sinh ra. Hành phước, hành phi phước và hành bất động. Mà đã có hành phước, hành phi phước, hành bất động thì sẽ có gì? Sẽ có những cái cảnh cực kỳ là an trú, đó là bốn cõi trời vô sắc. Rồi hành phước là đâu? Là chư thiên cõi cõi gì? Cõi sắc và tầng con người trở lên, đó là lục dục thiên. Còn hành phi phước là ba cõi thấp hèn, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhưng mà thì do hành mà có gì? Hành gì? Hành ấy có phước, phi phước và bất động sinh ra. Mà đã có hành thì có thức, có khả năng tri giác nhận biết của nó. Có thức thì có tên gọi là cái danh và sách, hình hài tên gọi. Cái này có thì cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, cái này không sanh cái kia không sanh, cái này không có cái kia không có. Như vậy tâm không duyên vào trong vô minh mà ngược lại tâm duyên vào trong trí thì sao? Tâm vào duyên vào trong trí thì sao? Thì nó vẫn có hành phước. Nó có hành phước. Trí, bởi vì trí có hai loại. Một loại trí phân biệt và một loại trí bát nhã. Nếu suy cho cùng đạt đến chỗ trí bát nhã, tâm mà duyên vào được trong trí bát nhã thì chuyện xảy ra. Ở trong trí bát nhã này nó đến một cảnh giới vô trí diệt vô đắc. Hiểu không nào? Bát nhã ba la mật đa, vô trí diệt vô đắc, không có khổ tập diệt đạo, không có sanh già bệnh chết, thấy không? Cho nên đến cái mức đó mới gọi là không còn duyên, còn bình thường đều có duyên vào và vô minh hoặc là duyên vào trí. Những cái điều này chúng ta phân tích từng khía cạnh chúng ta sẽ thấy. Nhưng ở đây chúng ta chỉ cần ghi nhận rằng là trong khi cái này có mặt thì cái kia có mặt, cái này sanh thì cái kia sanh. Ở trong đó 12 cái hành tướng được biểu hiện ra từ vô minh cho đến sinh già bệnh chết, và tất cả cái tiến trình của nó đỡ lại một
hệ lụy đau khổ vô cùng mà kinh nói là tập hợp thuần nhất đại khổ uẩn. Chúng ta ghi nhớ như vậy, đó gọi là pháp duyên khởi, được chưa? Rồi thứ hai, pháp duyên dĩ sanh là pháp duyên gì? Pháp gì? Chưa, pháp duyên khởi chưa xong. Đức Phật nói khẳng định cho chúng ta thấy rõ hơn này, sanh duyên già chết, đây là mệnh đề được đưa ra, tức là trong cái sanh ra nó có yếu tố của già và chết. Bởi vì nếu như không có yếu tố của già thì người ta sẽ trẻ mãi. Cho nên khi vừa sinh ra tuổi cùng thế đó mà đã mang lấy mầm mống của già nua, cho nên gọi là sanh duyên già chết. Nếu như không có cái duyên sanh thì chắc chắn không có già, không có chết. Và già chết đó nó lấy cái duyên sanh làm nhân, hệ quả của nó là già chết. Già chết nó là nhân để ra một cái hậu quả khác nữa, hiểu chưa hả? Nguyên lý này dù Phật xuất hiện hay không xuất hiện ở thế gian, pháp duyên khởi như vậy là pháp trụ, pháp giới. Đây là một điều mà chúng ta cần phải ghi nhận. Những lời Thế Tôn nói dầu ta có xuất hiện ở đời hay là không xuất hiện ở đời thì pháp duyên khởi nó vẫn là như vậy, nó là cái pháp thường hành ở thế gian, nó là cái pháp mà trùng khắp pháp giới này chứ không riêng gì chỗ nào. Không bao giờ có chuyện rằng ta thờ cúng một đấng tôn giáo nào hay là một đấng thượng đế quyền năng nào mà ta không bị già và không bị chết. Hễ có người ta đã có sinh ra là phải chịu cảnh già chết. Già chết thì chắc chắn nó đỡ lại ở trong tâm hở quả khổ đau. Những nỗi niềm thống khổ này không có ai ngăn cản nổi. Đó là cái pháp đương nhiên phải sinh ra. Phật có ra đời hay không ra đời thì tiến trình này cũng không có thể chặn đứng được. Cho nên Phật nói cho dầu ta có ra đời hay không ra đời, cái nguyên lý đó nó vẫn như vậy mà thôi. Khổ thay, chưa có người nhìn thấy nó, chứ không phải đợi khi ta ra đời nó mới có mặt. Cũng không phải khi ta minh thị nó thì nó mới có mặt. Nó là pháp như vậy, cho nên gọi là nó là pháp trụ, là pháp giới. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Chúng ta học ở trong giáo lý của Phật, chúng ta có một cái tầm nhìn quyết định, có một cái tầm nhìn khách quan, tuyệt đối. Chứ không phải rằng chúng ta đi theo Đức Phật mới có pháp này, còn những người khác thì họ không chịu ảnh hưởng bởi sự chi phối của nguyên lý này, điều đó không bao giờ xảy ra. Tất cả những ai tự nhiên thông đạt giác ngộ hoàn toàn, nghĩa là gì? Sau khi thành đạo giúp gọi Bồ Đề, tuệ giác của Như Lai tự nhiên thông đạt điều này. Cái tính thông đạt ở trong pháp giới này á, là do trí tuệ siêu việt đã hình thành, và người này có thể nhìn thấy xuyên suốt tất cả mọi vấn đề, không còn khúc tắc nữa. Đây gọi là thông đạt hoàn toàn. Ví dụ như chúng ta liên tưởng tới một bài kinh, trường hợp của bà Hy Gia. Tôn giả bà Hy Gia vừa đắc quả A La Hán chưa đầy một ngày đã mất mạng. Vì sao như vậy? Bởi vì tôn giả ở trong vô số kiếp về trước đã tạo ra ác nghiệp. Có thể nói tôn giả bà Hy Gia là một vị đi cầu pháp nhanh nhất, bởi vì hình như là 250 cây số mà ngài chạy trong vòng 36 giờ đồng hồ. Tức là ngài nghe chỗ đó có Đức Như Lai và ngài cầu sự giác ngộ, ngài chạy suốt 36 giờ đồng hồ. Tinh thần cầu đạo chúng ta thấy thật khủng khiếp. Chúng ta lên xe mà nó đi không nổi, dậm chân chạy không nổi, trời mưa rồi nắng cản trở mình. Còn ngài đi cầu đạo chạy 36 giờ đồng hồ, trong khi Thế Tôn lúc ấy đang khắc thực, không tiện thuyết pháp cho ngài đã từ chối, nhưng mà ngài quy trước mặt cầu thỉnh ba lần, Thế Tôn giảng cho ngài có một câu thôi, ngay lúc đó ngài đắc quả A La Hán.
và sai ngài đi tìm kiếm y bác để được truyền thọ cụ túc giới. Trên đường đi tìm kiếm y bác thì bị con bò cái nó hút chết. Vì sao? Bởi vì có một con ngạ quỷ nhập xác vào ở trong con bò cái và mượn cái sức đó mà hút vào trong bụng của ngài chết tại chỗ. Sau giờ khắc thực, các vị tỳ kheo hối bà Hy Na đã mất rồi. Thế Tôn nói hãy tắm liệm, hãy chôn cất bà Hy Na như một vị phạm hạnh A-la-hán. Và Thế Tôn nói rằng một người chứng thánh của A-la-hán nếu như không được sự che chở của thánh giới Như Lai thì ngay lập tức họ phải mất mạng. Bởi vì sao? Bởi vì con người hữu tình tất cả trong vô lượng kiếp ở quá khứ không ai mà không gây ra, không gây ra những cái nhân tội lỗi, không gây ra những cái điều sai quấy mơ hồ lầm lỗi. Vì vậy cho nên quả báo đã tới tức thì. Thành ra phải thọ trì thánh giới của Như Lai để chi? Để cho thánh giới Như Lai duy trì mạng sống bình an trong một kiếp này, và ở trong kiếp đó vị ấy mới còn thời gian tu tập và hoành pháp lợi sinh. Sự kỳ diệu của thánh giới Như Lai thật là bất khả tư nghị, nó ngăn cản bao nhiêu cái ác nghiệp lẽ ra đến với mình. Cũng giống như một người gỡ thân của mình ở trong biển thì rất là nguy hiểm bởi sóng gió, bởi cá, bởi thùng luồng. Nhưng đưa thân của mình bước lên trên chiếc thuyền và bơi đi thì nó an toàn biết chừng nào. Thánh giới của Như Lai kỳ diệu như vậy, thành ra phải cần cầu đạt giới, cần cầu thọ giới, cần cầu đạt giới. Phải hiểu yếu tố này, còn nếu như không thì cứ nghĩ rằng giới là một sự ràng buộc, thì như vậy là sai hoàn toàn. Và thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy những điều như vậy, Thế Tôn nói rằng là này các tỳ kheo, ta và các ngươi đã trải qua vô lượng kiếp trong luân hồi, không có nỗi niềm thống khổ và an lạc nào mà ta và các ngươi chưa từng trải qua. Nhưng đến ngày hôm nay ta và các ngươi mới thấy được sự kỳ diệu của thánh giới Như Lai. Sự tuyên bố này không có đơn giản chút nào, phải không quý vị? Trong tuệ giác siêu việt của một đấng giác ngộ và ở trong cái tầm nhìn vượt thời gian của các vị đại A-la-hán mà chứng biết cái chân lý này. Như vậy thì thưa quý vị, ở trong phương diện đó, ở đây cũng vậy, Thế Tôn nói đối pháp duyên khởi, tất cả chư Như Lai mười phương một khi chứng cách đạo quả thì đều thông đạt. Và Ngài nói rằng chư Như Lai mười phương sẽ giác ngộ hoàn toàn, trong đó tuyên thuyết thi thiết kiến lập phân biệt chỉ bày khiến cho hữu tình hiểu rõ. Hiểu rõ nguyên lý gì? Sanh duyên già chết. Có ai chống cãi được nguyên lý này không? Cái sanh ra nó mang trong mình cái gì? Cái nhân của già, và đã có sanh thì nó mang trong mình cái nhân của hủy diệt. Cho nên đã có mặt trên đời thì có già, có chết. Cái chân lý này không có ai có thể mà tránh khỏi. Như vậy cho đến vô minh duyên hành nên biết cũng vậy. Trong đây những gì là pháp tánh, pháp định, pháp lý, pháp thú, là chân, là thật, là đế, là như, không vọng, không hư, không điên đảo, không biến dị, đó là duyên khởi. Đó là câu phân tích, một câu kinh phân tích về duyên khởi. Thì duyên khởi là gì? Duyên khởi là trong khi cái này có mặt thì cái kia có mặt, do cái này sanh mà cái kia sanh. Thì nguyên lý của nó là như vậy. Và ở trong đó một hành tướng được chỉ rõ, sanh duyên già chết là điều đương nhiên. Nói đến đây thì chúng ta thấy không có bất cứ cái gì mà sinh ra trong nguyên lý duyên khởi mà nó được tồn tại vĩnh hằng. Đâu phải xã hội loài người không từng mê lầm cầu thuốc trình trường sinh bất tử. Đâu phải tư tưởng con người không từng mê lầm cho rằng có một cái đấng thượng đế nào đó tồn tại bất diệt. Những điều như vậy hoàn toàn không xảy ra trên vũ trụ này được. Cái gì có, cái đó phải bị hủy diệt. Nó đã có sinh ra, đương nhiên nó phải già. Và đã có sinh ra thì phải có hủy diệt. Cho nên gọi là sanh duyên lão tử, là điều tất yếu. Đây gọi là pháp duyên khởi. Được chưa? Rồi, nghe rõ nè. Tiếp theo,
Tới phương diện thứ hai ở đây, kinh nói pháp duyên dĩ sanh là gì? Pháp duyên dĩ sanh là gì? Đó là vô minh hành thức danh sách được nhập xúc thọ ái tưởng hữu sanh lão tử, như vậy gọi là pháp duyên dĩ sanh. Chỉ có 12 chi phần này, không có hơn nữa, không có ngoài ra đó được. 12 chi phần này thôi gọi là pháp duyên dĩ sanh, tức là duyên vào đó mà sinh ra, sẽ không có chi phần thứ 13 mà cũng không thể thiếu hơn. Cho nên hành tướng của nó là phải nhìn rõ từng điểm từng câu, để sau đó chúng ta phân tích kỹ càng. Phật nói biết sâu nên biết già chết là vô thường, là hữu vi, là cái được tạo tác, là đã sanh do duyên. Già và chết là vô thường, đã có già và chết, đó là cái điều gì? Cái điều tự nhiên, nó là luôn là vô thường. Là pháp hữu vi, là gì? Là cái được tạo tác, là đã sanh do duyên. Từng câu từng lời chúng ta hiểu không? Bây giờ tại sao chúng ta già? Hả? Tại sao chúng ta già? Bởi vì chúng ta trẻ, đúng không? Nếu chúng ta không trẻ thì làm sao chúng ta có già? Cho nên tại vì già là bởi vì chúng ta có trẻ, và có già thì phải có chết, và cái chết đó nó cũng vô thường. Thường cho rằng cái chết là thường hành, cái chết nó cũng vô thường, cho nên nhờ vô thường mà chúng ta mới thoát khỏi được nó. Còn nếu như mà cứ chết mãi không bao giờ hết chết thì làm sao mà có gì phải chấm dứt cái chết được, mà không chấm dứt cái chết thì làm sao mà có tỉnh lặng khổ đau, không vén lặng khổ đau thì sao có niết bàn. Bởi vậy cho nên á, già chết là vô thường, là pháp hữu vi, nó là biểu hiện của các pháp hữu vi, biểu hiện của một sự tồn tại qua thời gian năm tháng sẽ già. Những điều như vậy chúng ta không cần làm gì hết, cứ ngồi chơi không nó vẫn già, có đúng không ạ? Mình tu nó mới giác ngộ, chứ còn mình đó, con người mình mà trông cho nó già, không cần trông nó vẫn già. Mà mình muốn nó già nhanh hơn, nó cũng chẳng già nhanh hơn được. Có người không chấp nhận lý luận này. Ví dụ như chúng ta dòng mưa giải nắng cho con người mình phát xương già nhanh hơn, nhưng thực sự mà nói, con người chúng ta trẻ trung chỉ cần ngưng lại sự dòng mưa giải nắng này á, thì nó vẫn phục hồi trở lại. Thành ra cái pháp già suy này á, là một sự vận động tự nhiên, nó vốn là vô thường, là hữu vi, là cái được tạo tác, tức là cái được cái nhân đó mà sinh ra. Trong pháp Thầy Công, Thầy có viết câu là giống như là quán nén thân người á, mạng người á, như quán nén bốc lên từ khát vọng yêu đương. Chú Phương hỏi thầy, nói sao thầy cũng dùng yêu thương, mà nếu yêu thương nó chưa sinh đâu, phải yêu đương rồi nó mới sinh được. Cái chú nói có lý. Cho nên cái chữ dùng á là nó đúng nghĩa. Tại rõ ràng nếu như mà cha mẹ mình á mà không có khát vọng trong yêu đương á, thì làm sao có cái duyên để mà mình đầu thai cái dựa đến cái môi trường cha mẹ yêu đương đó. Có người nó không có, con sinh ra trong ống nghiệm. Ở trong ống nghiệm thì nó vẫn có cái tế bào cha, tế bào mẹ, phải không ạ? Cái tế bào cha, tế bào mẹ nó vẫn có cái sự luyến ái, cho nên nó gì? Nó hấp dẫn lẫn nhau, nó tìm lấy lẫn nhau, và nó kết duyên lại. Và suy cho cùng, hình hài của cha mẹ, nhưng mà cái môi trường sinh ra của chúng ta cũng chỉ có hai tế bào cha mẹ thôi. Thì nó đâu có sai chút nào. Tức là nó vẫn dựa trên cái duyên đó, nó không có cái duyên nó làm sao sinh. Và có cha có mẹ rồi, nhưng mà cái bụng của mẹ không thể nào chứa đựng con được thì sao? Ống nghiệm kia, môi trường chưa có an toàn thì sao? Thật giả là có cha có mẹ, có mọi thứ hết rồi, nhưng mà tâm thức tái sanh không có mẹ thì sao? Thì làm sao sinh được? Còn ở trong trường hợp mà tâm thức tái sanh nó quyết định tái sanh, mà nó tái sanh là một cái con chó nhà thì không phải là con chó rừng, nhưng mà ở trong cái mùa chó nhà động được vào mùa thu, mà bây giờ
tâm thức này nó cầu sinh vào mùa đông, mùa hạ thì sao? Nó phải chui vào trong rừng để nó tìm cồn cho thôi. Thì cho số động lực không có theo mùa. À, chúng ta thấy không ạ? Nhưng mà xin làm con trái sói này cũng có vẻ là có phước hơn con trái sói khác. Tại vì nó ở là con trái nhà cũng được cái môi trường là nuôi dưỡng tốt hơn là con trái sói rừng. À, chúng ta thấy rất rõ ràng như vậy đó. Nó là cái pháp duyên sinh. Cho nên đó, duyên vào đó mà sinh gọi là cái pháp duyên sinh. Vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh già chết, như vậy gọi là cái pháp duyên sanh. Cái pháp duyên sanh này á, nó là cái pháp do tạo tác mà hình thành và đã sanh do duyên. Nó là cái pháp đã sanh ra do duyên. Nếu như không có duyên, không đủ duyên sẽ không sanh. Và duyên á, nó muốn đủ nó có hai yếu tố. Một là mình đỡ tự nhiên sinh. Nhưng thưa vị, không bao giờ có cái gì tự nhiên. Nó luôn luôn có sự tương tác mà do mình không kiểm soát được, thành mình thấy nó tự nhiên, chứ không bao giờ tự nhiên. Các vị có thừa nhận điều này không? Nếu như các vị không có cái tâm đi cầu sinh thì làm sao mình có mặt ở trên đời? Có đúng không? Rồi nếu như chúng ta không có cái ước muốn linh tinh nhỏ nhặt mà đôi khi chúng ta không kiểm soát được, nhưng nó vẫn là một cái gì, cái sự vọng cầu. Rồi từ cái vọng cầu đó nó mới bén duyên các cái môi trường, rồi ở trong đó nó lại sinh ra có những điều mà chúng ta không có chú ý, không có quyết liệt với cái ý nghĩ đó, nhưng mình vẫn chấp nhận nó. Tôi có hết ở đây là một cái điểm mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm cho khéo, chứ không là chúng ta không thấy hết được. Nó là cái pháp gọi là cái được tạo ra. Ví dụ như thưa quý vị, ở đây chúng ta muốn kêu gọi mọi người cùng nhau đi học với mình, cùng nhau lãnh hội giáo nghĩa Phật Đà, thì chúng ta phải tìm cái phương tiện chứ, cái phương tiện báo chí truyền thông, cái phương tiện là mình gửi cái thông tin này ra trong những cái phương diện nào đó mà cho phép mình có thể tiếp cận được, phải có chứ phải không? Chứ làm sao mình ngồi im mình chờ? Ví dụ như thứ vị như giờ đây, thầy ngồi thầy chờ ước gì sau này chỗ đây nó có một cái đám lúa, thầy chờ tới rục xác cũng không có, phải không ạ? Nhưng mà nó là cái pháp được tạo tác, vì vậy cho nên thầy muốn làm cho nó thành cái đám lúa, thầy lấy đất bỏ vô, đắp lại, tưới nước vô, rồi á đem ánh sáng vô, rồi gieo hạt lớn đó, rồi chăm sóc trong một cái môi trường nhiệt độ đầy đủ cái duyên của nó, thì tự nhiên 3 tháng sau chúng ta sẽ thấy được đây có đám lúa đàng hoàng. Đây có phải là do duyên mà sanh không? Cho nên do duyên, chúng ta muốn cái duyên gì chúng ta phải phát tâm để tìm cái duyên đó. Chúng ta muốn làm thiện, chúng ta phải nỗ lực đứng lên để tìm kiếm cái việc thiện mà làm, chứ không có chuyện này nói là duyên á, tùy duyên là mình ngồi đó như sung đụng, ngồi dưới gốc cây há miệng chờ cái sung nào nó rớt trong miệng mình mới nhai, còn nó rớt bên cạnh mình liếc mắt nhìn mình nói nó chưa tâm duyên. Có nhiều trường hợp mà người ta hiểu rằng á là tùy duyên là như vậy, tùy duyên là một sự nỗ lực, một sự phát nguyện đó mà tiếp nhận nó, chứ làm sao mà nói là tùy duyên mà cái bộ duyên nó chờ. Cho nên người ta không hiểu về cái nguyên lý duyên khởi, và người ta giải thích một cách ấy là theo chủ nghĩa tự nhiên. Chủ nghĩa tự nhiên là đông ăn trúc, thu ăn giá đó, xuân thấm hồ sen, hạ thấm ao, đây gọi là cái chủ nghĩa tự nhiên. Chủ nghĩa tự nhiên là một cái chủ nghĩa cung ngoại đạo, không giúp cho người ta tiến tới sổ giác ngộ. Còn ở đây Đức Phật dạy phải tinh tấn tu tập, tìm kiếm những nhân duyên để giải thoát, đây gọi là duyên sanh tạo tác. Cái pháp đó là cái pháp do đã sanh do duyên, là pháp bị diệt tận, nó vô thường, cho nên nó là pháp bị diệt tận, là pháp bị tiêu hủy, là pháp ly pháp diệt, sanh hữu thú ái thọ rồi xúc rồi lục nhập danh sách rồi thức rồi hành rồi vô minh vân vân cũng như vậy.
Tất cả những cái pháp khác nó cũng tương tự như vậy. Nó là cái pháp bị tiêu hủy, nó là cái pháp bị vô thường, bị mục rã. Phật nói các thánh đệ tử đa văn của Như Lai bằng chánh tuệ như thật, khéo thấy, khéo biết, khéo hiểu, khéo tư duy, khéo thông đạt pháp duyên khởi, pháp duyên dĩ sanh này. Tức là phải khéo. Khéo Phật nó khéo nhiều kiểu này. Khéo gì? Khéo thấy là phải quan sát mà thấy. Khéo biết, nhận thức. Khéo hiểu, tư duy. Khéo tư duy, chiêm nghiệm sâu xa. Khéo thông đạt, tức là điều nào chưa thông, chưa hiểu, phải tìm cho nó thông, nó hiểu, phải đạt được. Cái pháp duyên khởi này, cái pháp duyên diễn sanh này, nên không y vào tiền tế mà khởi ngu hoặc. Rằng trong quá khứ ta từng có hay không có, ta từng là gì, ta đã có như thế nào. Cũng không có y vào hậu thế mà khởi ngu hoặc rằng trong vị lai ta sẽ có hay không có, ta sẽ là gì, ta sẽ có như thế nào. Cũng không y vào trong năm uẩn hiện tại mà khởi ngu hoặc rằng ta là cái gì, ta đây như thế nào, ta là ai, ta sẽ là ai. Nay hữu tình này từ đâu mà đến, chết rồi sẽ đi về đâu. Câu kinh này chúng ta hiểu như thế nào? Y vào ở trong thánh giáo, trên bài này chúng ta gọi là giáo nghĩa duyên khởi. Phân tích nó rộng lắm, nhưng chúng ta phải nắm cho được cái sườn của giáo nghĩa trước tiên, phải có cái gốc gác trước tiên, rồi sau đó bắt đầu chúng ta mới phân tích ra. Còn chỗ đây mà chúng ta không nắm vững, tức là chúng ta quên mất gốc mà đi tìm ngọn. Ở đây chúng ta phân tích từng câu này. Thánh đệ tử Đa Văn, cái chữ này chúng ta có nên đi học không? Thánh đệ tử tức là đệ tử của bậc thánh, ở đây chỉ cho là hàng Phật tử, đệ tử của Như Lai, đúng chưa? Ở trong khảo cổ học á, người ta đào lên được một cái bình đất, và ở trong đó có cái chữ, có một cái phần đựng xá lợi của Phật, và trong đó có cái chữ là xá lợi của Thích Ca Mâu Ni Phật, vị thánh trong dòng họ Thích. Tức là họ tôn thờ Đức Phật như là một vị thánh, bởi vì lúc đó họ không có biết, họ không biết rằng là con người gì, mà không bao giờ có phiền não, mà bất cứ chuyện gì cũng biết, và không có việc gì không làm được, bất cứ một cảnh giới nào cũng thông hiểu, và tự tại an nhiên. Và từ khi thành đạo cho tới khi niết bàn, người ta chiêm nghiệm. Và chúng ta thấy trong kinh điển Thế Tôn cũng nói vậy. Thế Tôn cũng nói này các tỳ kheo, các ngươi hãy xem pháp của ta nói, của những gì ta hành, nó có khác nhau không, nó có lầm lỗi khiếm khuyết gì không. Và Thế Tôn hỏi ba lần như vậy, Tôn giả Xá Lợi Phất ra đến lễ và nói rằng những gì Thế Tôn giảng nói với những gì ngài sống, những gì ngài làm hoàn toàn không có khác nhau. Để cho người ta nhìn mình, đừng bắt người ta nhìn theo ý của mình. Vì điều này cho nên thầy mong quý Phật tử ở đây cũng vậy. Chúng ta thấy sao nói vậy ở đây, đừng có khen quá, nhưng cũng đừng có nói sai. Tại vì chúng ta là như pháp, chúng ta theo hành của Phật mà chúng ta không sợ. Chúng ta làm sai chúng ta sửa chứ có gì đâu mà sợ. Cái việc sửa lỗi là không có gì khó khăn, không có gì gọi là phải nói là gơ gớm. Mà mình có lỗi thì mình sửa cũng là tốt cho mình, không sao hết. Mình sửa càng nhanh càng nhiều, mình giải thoát càng nhanh. Và người nào nhắc mình đó, đó cũng là thiền tri thức của mình. Mình nghĩ như vậy, không có gì mà mình phải lo ngại. Thành ra trong trường hợp này chúng ta thấy Thế Tôn nói là gì, là thánh đệ tử Đa Văn, là chúng ta phải học rộng nghe nhiều chứ. Chúng ta nghe hoài mà chúng ta chưa có thông hiểu được, thì làm sao mà chúng ta không nghe mà thông hiểu được. Các vị nghĩ xem, một tuần chúng ta đến lớp 4 lần, Bác Quan Trai một ngày, cuối tuần một ngày, đài truyền hình, rồi chúng ta chiêm nghiệm sách vở ở nhà, tâm chúng ta đã được xâm ướp ở trong giáo pháp của Như Lai như vậy đó.
Xong lúc trong mức đó, vậy mà đôi khi có một số cái mùi phiền não nó cũng len lối nó hiện lên ấy. Nó làm mình ngửi cũng thấy hôi luôn ấy. Nó phải vậy không? Mà chúng ta không có chịu xong nước nữa thì con người mình nó giống như là chuột chết. Rõ ràng là như vậy đó. Chúng ta xong nước liên tục như vậy đó mà chúng ta chưa có chuyển hóa được nhiều. Đừng nói là chúng ta lơ ra, rời ra là chúng ta không. Vì vậy cho nên phải giữ mình ở trong giáo pháp của Như Lai là một vị đa văn. Mà một vị đa văn ấy bằng chánh tuệ, Thế Tôn nó bằng chánh tuệ đàng hoàng chứ Ngài không có nói theo cách là suy nghĩ một cách là chiến cận hoặc là suy nghĩ cực đoan. Bằng chánh tuệ tức là bằng trí tuệ trong chánh. Trí tuệ trong chánh là một cái loại nhận thức khách quan chứ không có bị chi lấp bởi màu sắc của những kiến giải khác biệt, hiểu chưa hả? Và như thật khéo thấy, khéo biết, khéo hiểu, khéo tư duy. Như thật thấy biết, khéo biết này, khéo hiểu này, khéo tư duy này, khéo thông đạt duyên khởi, khéo thông đạt cái pháp duyên diễn sanh. Một con người như vậy rồi thì không bao giờ họ đặt ra ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất này là ở trong quá khứ ta là ai, ta như thế nào, ta là gì. Mà trong quá khứ là một sát na về trước, họ không bận tâm điều đó nữa. Nếu như có thành có bại thì đó cũng là kinh nghiệm cho hành xử trong hiện tại, chứ họ không có tự nét ở trong quá khứ thành công và cũng không có gì, không có khổ lụy ở trong quá khứ thất bại. Họ sống hiện tại, cho nên tinh thần của Phật dạy là gì? Là tinh thần nhất giả hiện giả. Ở trong hiện tại rồi, người như vậy, người thông hiểu như vậy, họ cũng không có bận tâm rằng là ở trong tương lai ta là ai, ta sẽ như thế nào, và hiện tại ta là gì, ta sẽ đi vào đâu. Những điều như vậy là những điều mà không bao giờ chúng ta giải thích cho cùng tận. Bởi vì nó là pháp duyên khởi, trùng trùng, làm sao chúng ta có thể phân tích hết được. Bởi vậy cho nên vua Lưu Bồ Đề hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma rằng sau khi Ngài chết, Ngài đi vào đâu? Ngài nói ta không biết. Vua hỏi tại sao Ngài không biết? Bởi vì ta chưa chết. Thì ta lại rất là đơn giản như vậy. Y như pháp mà nói, không có khởi ngư hạt, không có khởi ngu hoặc để mà tìm kiếm những điều này. Có người nói ấy, là con rất là muốn đi học đạo, nhưng gia đình con thế này thế kia, hoặc là gì, hoặc là con còn nợ con của con, bởi vì nó hư hỏng, nó làm cho con khổ não, hoặc là con nợ vợ con, nợ chồng của con, cho nên con không có đi chùa học đạo được. Chúng ta nghĩ xem, vậy thì thầy hỏi trước nữa thì ai nợ ai? Kiếp trước cô nợ ông xã của cô, để thầy hỏi cô là kiếp trước nữa là ông xã của cô có nợ cô không? Rồi kiếp trước 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 nữa, rồi ai nợ ai đây? Không biết. Chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta vin vào một cái kiếp nào đó mơ hồ mông lung, rồi chúng ta lại chấp nhận trong đó. Và cái chấp nhận đó nó làm thành một cái động lực để chúng ta hành xử ở hiện tại. Như vậy mình có phải là ngu hoặc không? Không phải ngu dừa mà tố ngu hoặc luôn á. Không phải là dừa dừa. Tại tự nhiên mình vin ra một cái gì đó mà nó không đáng, mà nó không đâu vào đâu. Và mình cứ chấp nhận cái đó, rồi bắt đầu là mình cứ vậy mình làm theo. Rõ ràng con người chúng ta ai cũng có năng lực giác ngộ giải thoát. Tại sao chúng ta không sử dụng cái năng lực giác ngộ giải thoát ngay trong hiện tại để chúng ta thành tựu? Giải thoát ở đâu mà chúng ta vin vào một cái lý do nào đó và chúng ta giữ mình ở trong cái pháp như vậy đó. Thành những điều như vậy là chúng ta đừng bao giờ khởi cái tâm. Có người nói là thưa thầy á, con rất là muốn đi tu nhưng mà con chờ đứa con của con nó lớn lên một chút rồi con sẽ đi tu. Nhưng mà nó chờ nó lớn lên nó lại cưới vợ. Nó cưới vợ rồi cái nó để ra đứa cháu. Nó đi đây cháu, nó thưa thầy bây giờ nó bỏ cháu biết giữ ai giữ đây. Cho nên thưa thầy bây giờ, thưa thầy thông cảm cho con. Cho nên thầy làm gì có quyền cảm hay không thám. Ai muốn thì đây muốn tự nhiên chứ, mấy người nào thưa thầy đâu. Không liên can tới thầy, sanh tử nó không liên can tới thầy.
khổ đau đó cũng chẳng có liên quan tới thầy. Mình tự chiêu cảm hay là mình muốn giải thoát hay không là do mình. Và nói này nghe chưa thầy, còn ráng ít năm nữa đứa nhỏ nó lớn lên rồi á thì con sẽ đi chùa học đạo thường xuyên hơn, nhưng mà đứa nhỏ kia chưa kịp lớn nó để thêm đứa nữa. Nói rồi sao? Rồi bắt đầu á là nó khổ, nó rơi vào trạng thái khốn khổ, và bắt đầu chăm lo cho nó, chăm nó thêm được một thời gian, cuối cùng thưa quý vị á, nó mệt, nó tàn biến, hay là tàn điên quá. Đây là một người Phật tử mà thầy quý kính đó nha, mà thầy đừng dùng đủ mọi cách để thầy kéo ra không có được. Chúng ta thấy cái nghiệp ái nó dở sợ không? Cái vô minh nó chậm chết dở sợ không? Kéo hoài không có được. Thầy chừng khi đến chùa, thầy nói không nghe gì, cứ nhìn thầy cười không? Thầy nhìn hết biết làm sao? Rõ ràng là cái người nào thầy quý kính là bởi vì và trong cuộc sống này lúc cơ cực á, là cô thường thường lo thức ăn cho thầy, và có khi mà trời mưa trời bão nước lụt dâng lên thì trống tới đầu gối, và cô cũng trống thầy cô mang thức ăn kìa. Mình thấy mình xót thương, chỉ cần té nó trôi được, và cái tâm như vậy đó thầy rất là muốn là chia sẻ chẳng chết kéo ra khỏi trung hồi, nhưng mà không, lạ không ạ? Tình ra đây chúng ta thấy không ạ? Cho nên là mình tự đặt mình vào trong một số bối cảnh, số ràng buộc, rồi mình bị dính vào trong đó, không thỏa đáng chút nào, không nên chút nào. Phải thấy rằng nó là pháp hữu vi, là pháp vô thường, là cái pháp sẽ hủy diệt, và do vậy cho nên nhanh chóng mà thoát ra. Thế Tôn nói rằng người kia do thấy như vậy, biết như vậy nên có xu hướng là kiến chấp dị biệt về thế gian. Đó là những kiến chấp tương ưng ngã luận, tương ưng hữu tình luận, tương ưng mạng giả luận, tương ưng kiết khung luận. Chúng được trang sức phòng hộ chấp lầm của ta, có khổ, có ngại, có tai họa, có nhiệt não. Đó, chúng ta thấy cái gốc rễ của vấn đề sinh ra chưa? Tức là không có liễu ngộ được cái pháp duyên khởi và pháp duyên diễn sinh, không thấy được cái hành tướng chân thật của nó, cho nên ở trong đó bắt đầu là khởi cái sự điên đảo ngu hoặc, rằng ở trong quá khứ ta là ai, ta như thế nào, ta từ đâu đến, hiện tại ta là ai và mai kia ta như thế nào. Hiện tại ta nhiều thống khổ, ước mơ rằng trong một thời gian ngắn nào đó ta sẽ bớt khổ đau, ta sẽ được thế này, ta sẽ có thế nọ. Tâm của chúng ta là cứ vậy đó, cứ sống ở trong cái chuỗi quanh quẩn tìm kiếm những cái ý nghĩa như vậy và làm theo những ý nghĩa như vậy, có đúng không? Và ở trong đó bắt đầu là cái sự sai biệt của người này và người kia. Con người thì cứ muốn truy tìm trong quá khứ ta là ai, ta như thế nào, và cứ nhớ chuyện ngày xưa, và cứ ngồi xuống là nói chuyện của đạo hồi, tức là hồi đó, cứ hồi đó. Rồi con người thì sao, thì cứ mơ ước tương lai, tương lai ta sẽ như thế này, ta sẽ như thế kia, ta sẽ học trường đó trường kia, ta sẽ ra trường ta làm như vậy, ta kiếm tiền như vậy, rồi đến một lúc đó ta sẽ như vậy, ta sẽ như vậy. Có Phật tử thầy cũng quen là gì, là mơ ước là ở trong tương lai là sẽ lo cho con, lo cho cháu, lo cho mọi thứ đầy đủ, xong rồi là sẽ sắm một chiếc xe, và mỗi nửa tháng con cháu chở đi chùa cúng dường lo cho các chùa. Vì sao? Bởi vì hiện tại mỗi ngày làm ra tới 3-9 vàng, thời gian đâu mà đi chùa, nó uống quá đi không được. Thật nó thật mà, tôi quen một người như vậy đó, họ làm mà họ mướn hai người thức tiền đấy, thì các vị hiểu, ngày xưa Việt Nam dùng tiền mặt hay trả tiền lễ, hai người mà chuyên là gỡ tiền cho bằng khánh ra, rồi là tiền rồi tính ra chiếc lại, hai người họ làm một ngày 8 giờ hồ tính không kịp, tiền vừa như vậy. Nhưng mà tới khi thời thế nó xa cơ thì bắt đầu là tan nhà bại sản, tới mức mà lúc bây giờ muốn có một bữa cơm ngon miệng mà cúng dường cho thầy miền trong này cũng không có. Đây là một Phật tử mà thầy chứng kiến sự thật đàng hoàng. Và lúc còn nhỏ, thầy còn nhỏ, cái vị này đi chùa là đi như một đại gia tiến phú về chùa là rình rang dữ lắm. Thường thường thầy thấy vậy á, thì thầy hay kiếm chỗ khác thầy ngồi.
không bao giờ cái người này thấy mặt. Và hối này á, sau này cái người này hối nó sẽ thầy, thầy nhớ con người đó không? Dạ em thầy nhớ, biết rõ hết. Thế tại sao con không biết thầy? Thế tại vì thầy không bao giờ cho con thấy mặt. Thầy không có muốn thấy một người Phật tử như vậy. Và có thấy này cũng không có lợi ích gì. Có nhiều vị thì cũng muốn làm quen giao du với những người như vậy, nhưng riêng thầy nó có cái cá tính chút xíu. Thầy là thầy nên tránh những trường hợp như vậy. Thì quá thật là tới khi khốn khổ vô cùng rồi thì bắt đầu là hối hận. Hối hận cứ nhớ lại ngày xưa mình như vậy. Thầy nó đừng nói chuyện ngày xưa nữa, nói hiện tại là đang có cơm ăn đây. Là ngồi khóc. Tâm nghĩ tới ngày xưa. Rồi oán hờn ở trong hiện tại. Rồi hờn trách những người xung quanh. Rồi tương lai thì vô vọng. Còn có người á thì chấp nhận cái khổ đau khốn cùng ở trong hiện tại để mơ ước một tương lai như thế này như thế kia. Hay có người á quá khứ đã qua, chẳng cần quan tâm tương lai, cũng cần bận tới cứ hiện tại sống làm sao cho thỏa thích là được. Bất cứ là cái chuyện xảy ra trong tương lai, dùng mưu sâu kế hiểm để cho mình thủ đắc được nhiều tài sản, được nhiều cái sự thắng lợi, là chúng ta sẵn sàng làm tất cả mà không từ nan. Có những trường hợp như vậy á, tại vì họ nghĩ rằng á ngày mai cứ sống hay chết, và chết rồi thì hết. Những cái quan điểm như vậy á ở trong con người, người ta truyền bá lẫn nhau, người ta giải thích loạn xạ hết, cho nên nó tạo ra cái kiến thức tổng hợp của loài người. Mà ở đây cho tôi nói này là gì, là từ những cái hướng kiến chấp chỉ biệt về thế gian như vậy, cho nên nó tạo ra những cái kiến chấp tương ưng với ngã luận, tức là những cái luận thuyết về tự ngã tồn tại, hoặc là gì, hoặc là những cái luận thuyết về gì, về các loài hữu tình và thế giới và con người và muôn vật. Rồi nó sinh ra những cái loại luận thuyết về gì, về cái thọ mạng, rồi này sống dai rồi kia chết yếu, rồi gì nữa, rồi nó sinh ra là làm như vậy là hơn, làm như kia là xui, và từ đó mới ra những cái luận lý là kiết khung, rồi sao hạn, rồi toán số, rồi đoán quẻ, rồi đi tìm kiếm cái này là hơn, cái kia là xui, cái này là tốt, cái kia là xấu. Đến ngày nay chúng ta thấy từ đó bắt đầu chúng được trang sức phòng hộ, trang sức tức là học và tích lũy kiến thức, rồi sau đó phòng hộ để đưa phần chuyện xấu nó sẽ xảy ra cho mình, và chấp tất cả những cái kiến thức đó là của ta. Thế dễ sợ chưa hả? Nên hiểu chưa? Và bắt đầu là ở trong đó nó sẽ sinh ra vô số chướng ngại, vô số tai họa và vô số nhiệt não. Thấy được cái nguyên lý rõ ràng chưa? Đến đây chúng ta mới thấy nó rất là tuyệt vời. Và thế tôi nói bây giờ người kia được đoạn biến tri, nếu như mà người kia hiểu cái lý duyên khởi này, hiểu được cái pháp duyên nghĩa sanh này, thì cũng giống như là gì, là cái khả năng trí tuệ đã sinh ra và chặt đứt cái gì, chặt đứt cái rễ cây và cái ngọn của cây dừa. Cây đa la, một cây dừa mà chặt cả ngọn và cả gốc thì cây dừa đó có thể là phát triển được không? Nó phải chết thôi, nó không còn sức sống, vĩnh viễn không còn sinh trưởng trở lại nữa. Bởi vậy cho nên một vị thánh đệ tử của Như Lai là phải nương vào ở trong đa văn, mà nhờ ở trong đa văn đó bằng chánh tuệ như thật, khéo biết, khéo hiểu, khéo tư duy, khéo thông đạt pháp duyên khởi, pháp duyên diễn sanh là con đường mà chúng ta phải đi qua. Đó là lời của Phật dạy, quyết định về pháp, về giáo nghĩa duyên khởi. Các vị nghe rõ chưa hả? Thầy muốn tóm tắt lại tất cả những gì chúng ta. Đầu tiên, thế nào gọi là duyên khởi? Duyên khởi là trong khi cái này có mặt thì cái kia có mặt, cái này sanh thì cái kia sanh. Đây gọi là duyên khởi. Thế nào gọi là gì? Thế nào gọi là cái pháp duyên diễn sanh? Tức là nói tới cái yếu tố duyên diễn sanh ấy, hay là pháp gọi là gì? Là pháp duyên sanh. Nó gọi là pháp duyên sanh hay là pháp duyên diễn sanh, tức là nó duyên vào đó để mà sinh ra.
hiểu không hả? À, còn cái kia là cái pháp duyên khởi là gì? Là cái nhận thức thôi. Nhận thức vừa hành tướng ban đầu nó có 12 loại như vậy thôi. Còn bây giờ mình thấy cái sự vận động của 12 loại đó là cái sự kết hợp của nó với nhau. À, đây gọi là pháp duyên bị sanh, tức là duyên vào đó mà sinh ra, duyên vào đó mà sinh ra. Chúng ta cũng vậy thôi, cứ duyên vào một cái mạng cái gì đó chúng ta mới có mạng, duyên cái này có mạng cái kia, duyên cái kia có mạng cái nọ, nó cứ vậy đó. Cái pháp này gọi là pháp duyên diễn sanh. Nguyên lý này không có liên quan tới cái việc Phật ra đời hay không ra đời. Nguyên lý này á là nó thương hành, nó là như vậy. Và một vị đệ tử của Phật, vị này á phải nhận ra một điều này: tất cả những gì nằm ở trong duyên khởi duyên diễn sanh, tất cả cái pháp nằm trong duyên khởi duyên diễn sanh, nó là cái pháp vô thường, nó là cái pháp vô thường, cho nên nó phải gì, bị hủy diệt. Và cái pháp đã vô thường, đã hủy diệt thì nó đỡ lại sự thống khổ. Cho nên từ vô minh cho đến lão tử ưu bì khổ não, đó là một khối khổ thụ ứng. Và người đời thì thường hay y vào cái nhận thức này, nhìn cái thế giới này, cái này sinh, cái kia sinh, từ đâu mà sinh, tại sao nó sinh, nó như thế nào, bao giờ nó hết, từ đâu mà Covid ra đời, đối phó nó như thế nào, bao giờ Covid nó hết. Nhưng á, chúng ta không thấy bản chất của nó là pháp vô thường. Thành ra chúng ta đặt câu hỏi: quá khứ ta là ai, hiện tại ta là ai, tương lai ta là ai? Tư duy về những hiện hữu trong ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai, và chúng ta không có truy tìm ra dấu vết, không thấy được hết cái bản thể của nó, thành ra nó sinh ra nhận thức lệch lạc khiếm khuyết. Ở trong nhận thức lệch lạc khiếm khuyết này, người ta có xu hướng báo thù về sự lệch lạc của họ. Do vậy cho nên đó, họ đưa ra bao nhiêu thứ luận thuyết. Có những luận thuyết nói về cái gì? Nói về và tự ngã tồn tại. Có luận thuyết nói về cái gì? Về hữu tình. Có luận thuyết nói về gì? Về thỏa mãn. Có luận thuyết nói về gì? Về hên xui kiết hùng. Rồi các luận thuyết đó cứ như vậy trao đổi biến hóa và biến thành tất cả sở học truy kiến của thế gian. Thế gian đều dựa vào yếu tố này mà xây dựng truy kiến cho mình, và lấy nó làm cái nguồn trang sức. Ai mà trang bị dồi dào hơn thì cho rằng người đó là thông thái, là bằng cấp. Còn á, ai mà xem rằng á, đó là cái nguồn phong hộ, đờ phòng và duy trì mạng sống. Ở trong phương diện này á, chấp cho đó là ngã, là tôi, của tôi như vậy. Và từ đó mà có khổ, có chướng ngại, có tai họa, có nghiệp não. Và một vị đệ tử của Phật khiếu thấy biết nó là pháp vô thường, cho nên đoạn trừ cái tư duy đó. Ở trong hiện tại, nhiếp niệm thanh tịnh, nhìn thấy vạn vật, các pháp có sinh, có diệt. Và thấy cái nguyên lý của nó rõ ràng, thông hiểu nó bằng tội giác mà đạt được cái sự khiếu hiểu, khiếu biết, khiếu tư duy. Đây gọi là người thông đạt pháp duyên khởi và pháp duyên diễn sanh. Các vị nếm được chưa? A Di Đà Phật, chúng ta dừng tại đây. Nguyện đem tâm đức này dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời.